Cường đứng đó coi. Trời ơi buồn ra. Anh đứng lại coi. Anh tới bước đường cùng vậy luôn hả anh Cường? Bà làm gì vậy? Tránh ra coi. Buồn ra. Tự nhiên anh nói chó với người ta bán lẫn người ta biết thì sao? Là đứng là đi dịch áo cho người xem lưng hả? Nhưng mà anh làm gì không được. Bà cho tôi một lần này nữa thôi, tôi hứa là tôi sẽ nghỉ. Ủa, chị chồng Cường làm gì ở đây vậy? Ủa anh này. Ừ. À, cho mượn coi nha. Ê, Cường, xách cái vỏ đi đâu vậy Cường? Tiện giật cái vỏ anh chạy đâu vậy? Anh Cường anh ẵm con chó rồi. Ẵm chó đi đâu? Đi bán. Thì con chó cầm trên tay hả? Anh ăn trộm của người ta rồi giờ anh lấy anh đi bán. Trời đất ơi, bắt cóc con ta xong rồi đem đi bán. Dạ. Nó làm gì vậy? Anh lấy tiền. Tiền chi? Anh chơi banh nhưng mà anh thua hết rồi. Bây giờ trong nhà em bao nhiêu thứ là anh lấy anh đi cầm đi bán hết. Đồ anh cũng lấy, tivi cũng lấy. Thậm chí là cái xe đạp con em đi học anh cũng lấy. Bây giờ để thằng nhỏ đi bộ vậy đó. Hôm nay thằng này mày đặt banh bóng nữa. Nay có cái trò này nữa trời. Ồ, một khoan à, anh mới lấy cái vỏ của anh rồi đó. Ờ, nó không phải đem vô nhà hả? Không, anh đem đi cầm rồi. Cái gì nó cầm cái vỏ của anh hả? Thôi chết mẹ rồi. Cái vỏ của anh, ngoài đồ đạc của anh ra còn tiền mặt ở trong đó nữa. Nhưng mà để bao nhiêu? 100 triệu. Anh đem cái gì mà 100 triệu như vậy? Trời ơi, thì anh đem tiền về cho vợ chồng bay nè. Nhưng mà ở ngoài thị xã khó rút tiền lắm. Anh rút từ trên thành phố chạy xuống. Rồi giờ sao? Anh rút bánh rồi. Chết rồi, bây giờ nó bán hay nó cầm cái vỏ đâu em biết không? Em biết, anh đi theo em. Đi, mẹ. Bà Thảo ơi. Bà Thảo. Ây da. Trời ơi. Cái gì đâu mà từ xa. Người không thấy mà nghe tiếng rồi. Làm ơn ơi, mai mốt mày đừng có kêu tên cúng cơm tao ra được không? Rồi sẵn qua đây đúng không? Đem ba cái đồ rác thải của mày về giùm tao cái đi. Khùng ấy, chưa cho kịp nói gì hết trơn. Bữa nay đem đồ xịn qua cho bà nè. Thôi, tao lại mày đừng có cặp đồ mày. Ba cái đồ của mày tao muốn lé cái con mắt luôn vậy đó. Tao nói mày nha, không có bán được dây chai luôn. Tính ra bà cầm đồ ổn ghê luôn á. Bà đi đòi nợ mướn là đúng bài luôn á. Cầm chó giùm coi. Nè, ngồi xuống cho coi. Đồ này hơi bị xịn luôn á. Ba lô này nhìn thấy tử chưa? Đó, đây. Đây, nhìn thấy chưa? Ôi ôi. Áo đẹp không? Ui, cái áo này là xịn lắm luôn nè. Áo này á là của thằng anh tôi ở trên Sài Gòn nó xuống. À vậy hả? Ừ. Ui, nhiêu tiền? Ngon nha. Ê. Mà nói nghe nè, họ mấy mấy cái áo đẹp vậy nè. Thì à, mày bán cho tao đi rồi mày đem ba cái đồ qua rắc rủ của mày về đi. Thôi rồi, phản gì à? Dạ. Ôi. Ôi, vô rồi. Ê. Gì? Thôi nha, ba cái đồ này là của anh mày ha, là đồ mày ăn cắp. Ăn cắp là tao không lấy đâu nha. Khùng quá bà nội. Nè, tôi nói bà nghe nè. Ở quê mình ai xài đồ xịn gì đây? Đúng không? Ờ ha. Ê, vậy được á. Sao? Này cầm sao? Ê, không mấy giờ nè. Ừ. Tao thấy được nè. Ừ. Mày lấy ba đồ này nè. Mày bán lại cho tao đi. Mày đem ba rác thải của mày về đi. Chứ bà nội. Chứ ba cái đó có xài được cái gì đâu. Thì bữa nay tôi chơi sang với bà luôn nè. Tôi bonus cho bà hết số đồ này lại luôn. Trời ơi. Vậy cái này mày cho tao đúng không? Ê, nó nghe nè. Cho rồi không có đòi lại nha mày. Khùng quá ơi. Tôi bây giờ tôi bận đi xuống xác rồi. Rồi xuống xác. Ê, tao nói mày nghe nè. Mà không ấy có tiền rồi đúng không? Lo tu chí làm ăn cho nó giàu đi. Mày đừng có banh bóng gì nữa giùm tao một cái được không? Tôi nói mệt thiệt. Đàn bà đảo ngắn thiệt đó. Tôi nói nha, bữa nay á là bắt buộc tôi phải xuống xác. Bà biết gì sao không? Đội bóng thần tượng của tôi bữa nay ra sân. Trời ơi, xuống xác hả con? Để rồi tao coi nha. Mày xuống xác hả? Hay là ai xuống mày? Tính ra chưa ghi luôn, con giả gì mỏ bây giờ. Thôi nha. Ừ. Cất đi. Cảm ơn nha. Trời ơi, đẹp quá trời nè. Tiền nhiều lắm luôn á. Đẹp dữ ta. Có cái gì nữa đây? Ôi ôi, ba cái áo này mà bán là tiền không luôn á. Thiệt. Ôi ôi. Trời đất ơi. Anh Cường là chị Thảo? Nó mới đi rồi. Ủa vô chứ không gặp hả? Dạ không. Ê, làm gì vậy? Đồ đạc của tôi. Cả là có anh Cường nè, nó đem đồ qua đây xong nó đổ tùm lum hết trơn nè. Ê. Gì vậy? Đồ này là ông Cường bán cho tôi rồi nha. Muốn lấy lại là đưa tiền chuột đây. Cái gì?
Đồ nè, đồ của tôi mà thằng Cường sao nó dám bán được? Trả đồ cho tôi. Tôi không biết. Đưa tiền thì mới được lấy đồ. Ê trời. Thôi bây giờ bỏ cái chuyện quần áo qua một bên đi, để tôi kiếm đồ của tôi cái đã. Mất cái phong bì tiền rồi. Cái phong bì tiền ở trong cái túi gì đâu? Hình như là ông Cường lấy đi rồi. Ê, mà cái này tôi thề nha, cái này là tôi không có lấy nha. Thiệt. Bà biết có đem cái phong bì tiền đi đâu không? Hình như là đi banh bóng. Thiệt tình luôn, sao chứng nào tật nấy, không bỏ được là không bỏ được. Mà cũng tại chị hết á. Chị biết là ảnh cờ bạc vậy rồi á, sao chị còn nhận cầm đồ cho ảnh làm gì nữa, chị phải khuyên ảnh chứ. Trời đất ơi, mày hay vậy quá à. Chồng mày mà mày khuyên con không được nữa mà mày nói tao. Ôi đất ơi, mày giỏi à, mày xuất sắc à. Thôi đi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Bây giờ anh với em phải đi kiếm thằng Cường trước khi nó xài tiền của anh kìa. Ủa? Bây giờ em biết nó đi đâu không? Em biết rồi, anh đi em. Đi đi đi. Nè chị, đừng có bán mấy cái đồ của tôi nha, để tôi quay lại tôi chuột. Anh Cường ơi. Anh Cường. Ngân. Anh Cường ơi. Ngân, nghe anh nói nè, Ngân. Ngân, bình thường á là ông Cường, ông thua, rồi ông về nhà hay là ông đi đâu? Anh đi nhưng mà đi đâu thì em không biết. Ờ mà anh An ơi, em nghe người ta nói là anh mới mượn chú Tám thêm 30 triệu nữa. Cái gì? Có khi nào á anh chơi thua hết rồi. Không, không sao đâu, không sao đâu. Anh nghĩ là ông cũng lớn rồi, ông không có suy nghĩ dại dột như vậy đâu. Trời ơi, đi đâu vậy trời? Dép qua nằm đây vậy? Gì vậy? Đừng có nói là dép của. Chết rồi, dép của anh Cường. Có khi nào anh nhảy xuống đây không anh An? Anh biết bơi không? Ơi, anh không biết bơi. Chết rồi. Nước chảy xiết quá, nhưng mà cái mương này cũng cạn, chắc không sao đâu. Mày bình tĩnh lại đi. Sao đánh cái gì anh Cường? Bình tĩnh lại đi, có gì từ từ mình tính. Quỷ ngược dai vậy thiệt chứ. Nách vậy mà nó gớt ra không hay ta? Đừng có gớt nữa. Trời ơi, trời ơi, gớt ngay cầu chứ không đâu chân á. Mọi người ơi, mọi người tản ra tìm ấy. Anh trai, anh chạy lên trên đầu mương coi có xác có trôi lên trên đó không. Có chuyện gì mà bu đông dữ vậy ta? Đâu rồi trời. Ê, anh chạy. Ê, chị làm gì bu đông dữ vậy? Bọn có người nhảy cầu hả? Như có người thua banh bóng gì á rồi hả, không có tiền trả rồi nhảy cầu tự tử rồi sao á? Trời, thua nhiêu mà nhảy cầu trời. Tôi nợ có đống em không dám nhảy nè. Ủa Cường, làm gì ở đây vậy? Ngân, anh Cường nè. Ủa anh Cường, anh không sao hết hả? Trời ơi, may quá không bị sao hết. Vì mà em tưởng nó là anh nghĩ quẩn ra anh tự tử chứ. Không sao, vậy là cũng tốt lắm rồi. Mà khùng hả? Tự nhiên ôm dép tôi ngồi cốc, trùng tôi chết rồi. Mày làm gì vậy? Tính đánh vợ mày nữa hả? Tính vũ phu hả? Tao hỏi hai đứa mày mới đúng á. Khùng hả gì á mày này ngồi cốc hả? Tôi thấy chiếc dép của anh, tôi nghĩ là anh nhảy xuống sông anh tự vẫn. Em đứng đây nãy giờ tìm người vớt xác của anh á, anh có biết không? Tao thấy con Ngân nó sợ, cho nên tao cũng hoảng. Chứ cỡ mày nhảy xuống đây á, chết sao được mà chết. Nó thương mày, nó lo cho mày, nó mới đứng đây nó khóc. Mày về mà đánh nó nữa hả là làm sao? Mày làm chồng kiểu gì vậy? Đánh về không cần biết. Má, bây giờ tao hỏi mày nè. Mày đưa giấy tờ nhà cho tao, tao bán. Tao lấy tiền trả nợ, mày biết trả nợ nhiều lắm không hả? Bây giờ mà còn đòi tới giấy tờ nhà nữa hả? Mày làm gì mày đánh đòn cho? Làm cái gì hả? Tao là anh đó. Nè, nếu như mày không phải là chồng của em gái tao á, tao cho mày mềm mình rồi mày biết chưa? Ê, không có đánh nữa nha, đau nha. Bây giờ tao biết lỗi tao rồi. Không tái phạm nữa là được chứ gì? Mày nhìn lại cái nhà mày đi, coi còn cái gì để mày tái phạm nữa hay không hả? Con chó nhà người ta mày cũng bắt cóc con nhỏ mày đem đi mày bán, mày bần cùng chạy luôn đó hả? Rồi tao nói mày nghe nè, mày thấy biết bao nhiêu nhà, biết bao nhiêu gia đình người ta chết vì cờ bạc banh bóng chưa, mà mày chưa tỉnh ngộ nữa. Rồi còn đứng đó suốt ngày, tiền bạc ở nhà thì có, không chịu lo chí thú làm ăn, suốt ngày lo đỏ đen, làm vậy có được đó hả? Thì xui thôi, nằm kèo trên ra kèo dưới thì thua chứ có gì ghê hả? Xui hả? Đàn ông con trai mở miệng ra là xui rủi may mắn thôi đó hả? Hèn vậy. Ly hôn đi. Tôi không muốn sống với anh nữa.
từ khi lấy anh về tới giờ tôi chưa có được một ngày nào hạnh phúc bình yên hết, toàn là cái gì đâu không à. Đúng rồi đó, cái loại chồng này á, ở với nó làm cái gì, bỏ Phúc đó đi. Ngân nè, anh biết lỗi của anh rồi, đừng có ly hôn nha, tha lỗi cho anh một lần thôi. Anh hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu. Anh hứa biết bao nhiêu lần rồi anh có làm được không? Ê, chưa hết, đứng dậy. Gì nữa? Cái gì nữa hả? Đồ đạc của tao, quần áo của tao đem về quê mà chơi, mày đem mày đi cầm mày coi được hả? Không. Mày biết trong cái vỏ của tao có 100 triệu hay không hả? Không có cầm luôn á. Không có cầm hả? Mày còn chối nữa hả? Cái gì hả? Anh còn dám lấy đồ của anh An đi cầm nữa hả? Không có. Ai? Con Thảo cầm đồ nó lấy á. Con Thảo cầm đồ thì đi qua bên con Thảo cầm đồ, lấy đồ của tao về trước đi, về nhà giải quyết công chuyện nhà sau. Đi. 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 Mà phải. Đi. Đi. Đi nè. Đi con. Nhanh lên. Trời đất ơi, mặc cái áo da vô cái thành phố liền luôn. Đẹp dữ ta. Đúng là áo xịn có khác. Cường mà vô đây. Qua chuột đồ hả? Thì đi vô trong nhà, lấy cái túi đồ ở đây trả cho tôi. À, tiền này. Tiền gì? Chị đưa tiền đây thì tôi mới đưa đồ được. Chị không hề trả một đồng bạc nào cho nó, thì làm sao mà tôi bỏ tiền ra tôi chuột lại cho chị? Trời ơi, ai nói không mua bán cha nội. Chị khỏi, thằng Cường nó khai hết cho tôi rồi. Tôi không có biết, bây giờ cái đống đồ đó ông đưa cho tôi rồi, vô tay tôi là của tôi, muốn lấy lại thì cứ đưa tiền đây. Trả cho người ta đi chị ơi. Cái gì? Trả cho người ta đi. Tôi khai với nó là tôi chơi banh bóng đề đốm giấu được đâu. Và nó còn khai với tôi một chuyện nữa, là nó đem đồ tới đây, nó cầm đồ với chị. Chị không hề trả một đồng bạc nào cho nó. Ví dụ như chị trả tiền cho nó, tôi sẵn sàng dùng tiền của mình để chuộc lại đồ của tôi. Còn đằng này chị không dùng tiền để cầm, thì trên danh nghĩa đồ lại vẫn là đồ của tôi. Tại sao tôi phải chuộc? Người ta nói vậy rồi chị còn đứng đó làm cái gì nữa? Đây, tôi nói chị nghe nè, cái gì của mình nó sẽ là của mình, còn không phải của mình á thì đừng có cố gắng giành giật, nước không có trôi đâu. Cái này là đồ của tôi mà. Mày nha, mày muốn tao cấm mày qua đây cầm đồ nữa nha, mày mà quay đây nữa là tao thả chó cắn mày liền đó. Hoàng lương rồi chị ư? Ừ, để tao coi mày hoàng lương hay không. Tao thằng Cường, 100 triệu tao đâu? Ngân, giữ túi đồ mà. Mày Cường, đứng lại cho tao. Còn con chó chú Tư nữa, chị trả giùm tôi nha. Hai, ba. Thôi mày. Nó nhúm 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 mấm mấm kìa, nó mấm mấm. Rồi. Đi với tay. Chắc không ai thấy đâu. Được rồi. Ta hất cái nước ra ngoài công viên. Xong rồi chán sơ qua rồi lao qua sơ vậy hả chạy. Ê, Nu hồi nãy anh ăn đúng dơ luôn á. Rồi. Anh lau miệng xong rồi anh giục khăn giấy ở trong cái tô rồi chán nước sơ qua rồi lao cho người ta ăn tiếp hả? À? Kêu tài dừng lại giùm anh nè. Trời ơi, ngay chỗ này không được anh ơi, ngay chỗ này là nó cấm dừng cấm đậu luôn rồi. Chắc là bây giờ mình phải đi giao hàng cho khách cái đã xong rồi mình quay lại đây mới được á. Thôi đi đi. Hèn chi hồi nãy trên cái tô có dấu son, vậy là do bà rửa không có kỹ nên còn dấu son của người ta ăn để lại đó. Vậy là hồi nãy anh hôn môi gián tiếp hả? Rồi vậy mà bà nói là dính tương ớt, anh cũng tin nữa. Tương ớt gì màu hồng.